Ok, vậy thì xin chào các bạn, chúng ta sẽ trở lại với Total War Shogun 2 với campaign Otomo mức H khó part 3. Vậy thì trong lần trước chúng ta ổn định các khu vực của đảo Kyushu, mình vừa chiếm cho part 1 xong thì là các tỉnh Satsuma, Osumi, Hyuga, Higo và Hizen và Tsukushi. Các tỉnh này bây giờ gần như là đã là hoàn toàn 100% là Christianity hoặc là trên 3/4 rồi, thế nên là cũng khá là ổn định. Thì trong part lần này thì chúng ta sẽ chuẩn bị cuộc xâm lược cho Shikoku là tấn công đầu tiên vào Tosa và sau đó Iyo, rồi sau đó tấn công vào Sanuki và Awaji. Thì mình xin nhắc trước cái kế hoạch của mình nhá. Thì đầu tiên là mình sẽ thả cả đống missionary xuống khoảng tầm 2 hoặc 3 thằng. Mình nghĩ là mình chỉ có thể dành được 2 thằng ở sang bên Shikoku thôi. Và sau đó là mình khi mình chiếm Sanuki, mình từ từ. Bây giờ là thứ nhất chúng ta sẽ cần phải nghĩ cái kế hoạch đặt nhà thờ ở đâu đã. Nhà thờ thì nó sẽ lan ra các tỉnh xung quanh. Thì Sanuki nó quá tiện để đặt nhà thờ rồi. Sanuki nó giáp danh với cái Iyo, Tosa và Awa thì nó sẽ lan ra cả bốn tỉnh đấy luôn. Thì cả cái đảo này chỉ trừ tỉnh cái tỉnh Awaji là sẽ không có Christianity thôi. Thì tiếp theo là Tosa để nó cũng sẽ lan ra cả bốn tỉnh này nữa. Thì đó cũng được ấy. Awaji thì mình nghĩ sẽ nên cho missionary ra để đứng thì mới tiện hơn nhiều nhá. Tiếp theo thì mình xin nói trước là kinh tế của mình hiện tại đang thối vãi cả lại. 924 trên tấn. Các bạn có thể thấy rằng là mình quá nghèo. Nhưng mà vì sao? Vấn đề bây giờ là mình có quá nhiều quân đội mà kinh tế của mình nó quá kém. Nó thẳng ra vậy đi nhá. Quân đội quá mạnh mà kinh tế quá kém. Mình cũng có bỏ qua vài thơn, khoảng tầm 2-3 thơn thôi, không có gì nhiều đâu. Từ cuối phát trước mình đã chiêu mộ bọn này từ quân nổi loạn. Quá xịn, samurai, mất nhiều tiền cả. Thuyền này, mấy cái thuyền kiểu như là Namban ship này quá đắt tiền, nên là cũng cần phải có những cái nghiên cứu sẵn để mới có thể là sẵn sàng dùng bọn nó được. Bọn này nó khá là nguy hiểm với cái vị trí chết nốt của mình trên này. Mình đang hơi lo bọn nó có thể sẽ tấn công và chặn cái cảng military port của mình ở đây và sẽ có vấn đề hơn nữa, thì lui sẽ đáng là lo ngại, rất đáng lo ngại. Thì mình sẽ cần phải cho cái bọn nằm bán chút ship này sang hỗ trợ cái đi. Mày sẽ lùi sang bên này hỗ trợ. Thì hiện tại chuyết của mình mới có chuyết với hai thằng là Kono và Mori. Kono đã bị chặn cảng rồi thì các bạn sẽ mất 636, Mori 2221, nó đang chiếm gần một nửa số tiền của mình. Thì diplomacy mình hiện tại là mình đang có thể chuyết được với ba đứa, nhưng mà Masuda với Chosokabe là sẽ không mời được đâu, bọn nó sẽ không hề đồng ý. Bởi vì sao? Mình đã từng chuyết với bọn này rồi và sau đó hiệp định thương mại bị phá hủy. Và vì sao lại hiệp định thương mại phá hủy được thì mình chỉ nhớ có một cách là phá hủy được, mà ngoại trừ là không phải kiểu như là đây này, có cách là kiểu là cancel trade agreement, hoặc là cái khác là các bạn kiểu như giả dụ nhá, mình là đang chuyên bọn Chosokabe đi, thì cái tỉnh, cái cảng của tỉnh Bungo là sẽ là cái cảng mà để giao thương ấy. Thì khi mình mất Bungo thì đồng nghĩa việc là mình sẽ mất cái cảng này luôn, và lúc ấy thì Chosokabe sẽ mất luôn cả cái hiệp định thương mại mình. Nói nghe hơi khó hiểu nhưng mà tạm cố gắng tạm hiểu tí nhá, cố gắng tạm hiểu tí đi. Đó, oh my god, Mori tấn công tỉnh này này. Nên nhớ là tỉnh Yamaguchi là cái tỉnh Suo này là mình đừng cho nổi loạn nhá, và bọn này nó chiếm vào đây thì cũng chẳng nói gì. Iwami thì mình cho bọn này nổi loạn thì cũng khá là ngon đấy, thực sự là khá là tốt, bởi vì là Iwami nó có cái mỏ vàng. Mình tấn công Nagato và chiếm được vào Iwami là mình sẽ giàu hơn hẳn luôn rồi. Cho luyện tập lên level 4 tí nhá. Rồi ok, level 4 chưa? Chưa được, 18-60, còn lâu mới được. Quân đội của mình thì ở đây thì sẵn sàng hành quân lên phía bắc rồi, tấn công vào bọn Nagato. Mình nghĩ là chắc là chỉ cần một đạo quân tấn công vào Tosa là chắc là cũng tiện, bởi vì là bọn Chosokabe chỉ có một tỉnh mà thôi, nên là có gì là sẽ không có quá gì phải lo lắng lắm. Demjo vẫn chưa phục hồi xong quân đội nhỉ? Tỉnh này hơi khó khăn đấy. Thôi rồi nhá, mày thì sẽ đi xuống đây của ta cái, còn mày sẽ chuyên chở Demjo sang đi. Còn mày, Agent, thằng này Missionary level 4, mình cần phải chuyên chở sang luôn nhá. Rồi ok, mày sẽ di chuyển sang bên này hộ tao gái khoảng tầm 3 thứ nữa. Có khi là, thôi rồi, mình sẽ cho đạo quân này di chuyển sang Shikoku nó luôn đi nhá. Không được để đây đâu, ở để đây hơi bị nguy hiểm quá. Thì mày sẽ hợp bọn Samurai vào trong tướng này. Tướng này thì hơi có nhiều bọn Maslock quá, mình sẽ gỡ bớt ra nhá. Mình thì biết là cái bác Vũ, Việt Anh Vũ thì khá là thích về dùng súng đạn phương Tây, nhưng mà mình không hề giỏi lắm, mình sẽ chỉ dùng 3 nít trên một quân đội thôi. Đấy là cái nhượng bộ quá mức của mình lắm rồi đấy, mình cũng không quen dùng lắm về cái bọn Maslock này. Anson
Bọn Mori này thì quân đội thủy binh bọn nó hiện tại đã áp đảo quân đội mình. Và nói thẳng ra là vậy đi. Các bạn nhìn cái lực lượng thủy binh nó quá đông ấy. Phải nói thật là vậy luôn. Nhưng mà mấy cái bọn Nam Matrix của mình là hiện tại đã làm thay đổi cán cân quyền lực ngay luôn rồi nha. Nên là có gì Deck phải lo gì nữa cả. Bọn này đi chặn vị trí của mình này. Thì mission fail, không được đánh bại bọn Aochi này. Mình đã fail nhiệm vụ này. Kitabatake. Ôi dồi ôi, cho mạnh hê. Hey. Đòi tiền. Bọn này moderate thì chắc là cũng cho tầm 1000 được. Không cho được à? 500 đi vậy. 600. Thôi bỏ đi, mình mệt lắm. Thì bây giờ là khi mà mình kiểu chơi bọn nó ấy, thì là mình sẽ có làm quen được một số clan khác. Thì bây giờ là mình sẽ chơi luôn cả với bọn Uesugi. Uesugi thì nó không quá mạnh, có 3 tỉnh, kinh tế nó cũng vừa vừa. Mình nghĩ là bọn nó không đồng ý là cho tiền. À đấy, cho tiền đấy. Thằng này có 3 tỉnh, nó còn cho nhiều hơn cả bọn Kitabatake nhỉ. 3.000 được, 5.000. 3.000 được thì 5.000 được luôn đúng không? Không được à? Thôi vậy, 4.000 thôi nha, 4.000 thôi. 3.000 vậy. Nói chung là càng lên mức độ khó cao hơn nữa thì các bạn càng khó kiểu đòi nhiều tiền hơn nữa. Thì mình xin nhắc trước là mình có khá là nhiều cảng trade, nên là các bạn tin mình đi. Kinh tế của mình nó sẽ trade được cả đống đứa. Hoyo, quá mạnh, sẽ trade luôn, đòi tiền. Affluent, thì cái bọn gì nhỉ? Từ từ, mình xin nhớ level nào. Prosperity, nó có vài level. Theo như mình nhớ là yếu nhất là Migra. Mình không biết đọc đúng không? Là nó kiểu có tí tiền đấy mà. Sau đó là mình không nhớ lắm, mình chỉ nhớ Migra này. Sau đó là Moderate này. Sau đó là Affluent. Sau đó Rich. Rich là level cao nhất. Sau đó là còn sức mạnh nữa. Sức mạnh thì có Feeble. Feeble kiểu già yếu, yếu kém gì đó. Sau đó là Moderate tiếp này. Mình cũng không nhớ nhiều lắm là cái mức kém sau đó là gì đâu. Sau đó là Strong à. Rồi sau đó là Mighty như mình. Của mình là Mighty Affluent. Mình không quá giàu. Nói thẳng là mình không quá giàu. Nhưng mà Affluent là nó cũng đạt level khá là tốt rồi. 5.000 như vậy. Bọn này có mỏ vàng nhá. Bọn này có mỏ vàng. Nên là hãy tin mình đi. Đòi nhiều tiền vào 10.000. Được lắm. 15.000. Ok. Chúng ta sẽ đầu tư tiền vào tất cả mọi thứ nhá. 13.000. Bây giờ Pháp đang đá với Úc nhỉ. Mình cũng đang chơi này, mình phải thôi, nói chung là hy sinh thì anh em làm luôn cái rồi. Ok, 11.000 đã xong, quá ngon, cũng được, mình đòi nhiều tiền. 11.000, 3.243, không quá nhiều tiền nhưng mà cũng khá là tốt rồi. Xây dựng thêm thuyền hộ ta nhá. Mày ở đây thì cho đem vô tao leo lên thuyền cái máy thì sẽ leo lên cái thuyền này đi. Rồi ok nhá. Sau đó là ba thuyền này mày sẽ xâm chiếm vào Iyo trước. Rồi sau đó sẽ hợp quân vào với Demyo của mình và tấn công vào tỉnh Tosa nhá. Cơ mà bình tĩnh tí. Mình sẽ cần phải chiêu mộ thêm một thằng missionary, hoặc là thằng missionary kia của mình đâu rồi. Mày mua tiền nào ta được. Mua đi. Mua được. Nhưng mà sẽ hơi khó đấy. Tiếp theo là mày sẽ đi sang bên này hộ tao cái. Mau lên. Đi. Tỉnh này sẽ loạn tí ấy. Không sao đâu. Hạ mày sẽ chui ra bên này nhá. Ở đây thì có lực lượng khá là đông để chống được. Nhưng mà mình sẽ cần Nam Ba Chuk Ship ra để bắn này. Thì mình đã từng mất một cái thuyền Nam Ba Chuk Ship ra đấy rồi. Nên là bây giờ mình cũng đang hơi hối hận. Mình sẽ có cử lực lượng này hỗ trợ nhá. Cử lực lượng hỗ trợ, không phải lo gì cả. Làm đâu. Ở đây vì đây là thành của thủ đô của mình. Ui. Cũng xong rồi này. Thì bởi vì đây là thành thủ đô của mình sẽ nâng cấp lên Fortress luôn, level cao nhất luôn. Tsukushi thì thôi nâng cấp đường xá đi ạ. Cứ nâng cấp đường xá đi nào. Ở đây xây dựng Fletcher's nha, nâng cấp Gambling Hall nha. Nói chung sẽ cần phải để dành tiền để mình chiêu mộ cái tỉnh Iwami kia đã. Tăng thuế. Very high luôn. Thằng này của mình đâu rồi? Mày sẽ leo lên cái thuyền này tiếp này. Mày sẽ lùi ở đây đi cái. Nói chung là mình sẽ cử cả đống lực lượng thôi bên đấy nhá. Oda, mình đang không hiểu sao Oda mà nó bị chia tách hết hẳn ra này. Bạn nào chơi miền Nam ấy, cái kiểu các khu vực đảo Kyushu với cả là Mori, kiểu cuối bán đảo của Honshu ấy, thì các bạn mà không chiêu mộ thủy binh ấy, các bạn sẽ cực kỳ hối hận luôn.
Mình thề luôn. Thủy binh nó sẽ là yếu tố quan trọng để thắng ở trong những trận chiến miền Nam. Từ từ, Auchi declare war bọn Mori à? Được ấy. Nếu bọn Mori này mà nó đánh bại được Auchi cho mình thì mình cũng khá là biết ơn. Nên là thoải mái đi. Uesugi mất châu mộ này. Bởi vì là bọn nó bị mất cái cảng là ở Fukushima. Mở ơ mày, sao không yên bọn tao đó? Châu mộ thêm một ít đi vậy. Mày nha. Mày sẽ chui ở đây thay này. Sẽ có một unit bên đấy là sẽ cần thay này. Mày thay ở đây này. Rồi ok nhá. Done. Nào, Nam mang ship mình đâu? Mày sẽ đuổi đến đây. Bọn này range cực cao nhá. Các bạn cứ dùng thoải mái đi. Ở đây thì mày sẽ lùi về đây này. Mày sẽ lùi về đây này, chuẩn bị sẵn sàng tấn công bọn nó nhá. Ở đây thì ta sẽ cần mày. Không mua này, thủ đô mình không mua được. Fail lỏi ra, không sao cả. Còn một lần nữa. Bây giờ mày inside revolt tao ở đây cái. Còn mày leo lên cái thuyền đây đi. Mày nhá sẽ lùi đây của tao cái. Tấn công Iyo tao cái. Đấy sẽ là cái nền tảng của mình. Thôi bỏ mẹ rồi, bỏ mẹ rồi, bỏ mẹ rồi. Oh my god. Mày. Nhưng mà không được, mình sẽ mất Buze mất. Thuyền này mà mất luôn là mình chết luôn đấy. Thề luôn, bọn này, mình vẫn chống được. Không sao cả, vẫn chống được. Thì thằng này ở đây chắc là vẫn chống được này, không sao này. Mày lùi đây như tao cả đã. Bình tĩnh nhá, chưa việc gì phải vội tấn công nhá. Từ từ. Thuyền Iyo nó bị chặn cảng trong này. Không sao cả. Thằng Mori nó chặn cảng đây rồi. Thì có nghĩa là mình sẽ yên bình mà không sao cả nữa rồi. Ở Higo thì không nói gì nhá. Xây dựng đường xá đi cái. Trading port thì vẫn chưa cần này. Bây giờ hiện tại là mình có thể trade bọn Hanayama được. Hoặc là Besho. Besho hơi yếu. Imagawa hơi mạnh. Cũng được ấy. Imagawa mạnh. Thì mình sẽ đòi tiền được không? Không đòi tiền được. Bọn này nó quá keo kiệt. Không được. Từ từ mình xem thử Hanayama nhá. Hanayama bọn nó mà đồng ý cho mình tiền thì mình sẽ đồng ý là cho trade đã. Trọng bọn nào cho mình nhiều tiền nhá. Được đấy, bọn này cho mình nhiều tiền. Thì cái cảng của mình có giới hạn nhá. Lượng cung chuyển vào mà có quá nhiều thì mình sẽ không thể trade bọn nó được nữa. Vậy nên các bạn nếu muốn trade với nhiều quốc gia cần phải chiêu mộ, cần phải xây dựng trading port thật nhiều vào. Friendly, được đấy, friendly. Special xem nào, bọn này có đồng ý cho mình tiền không? Không được à? Thế thôi, mình sẽ trade bọn Imagawa đi vậy, hoặc là Matsuda. Matsuda có một tỉnh thì mình nghĩ là không có lợi ích cho lắm về việc là trade bọn nó. I will hear your words. Được. Đồng ý. Cũng được ấy. Cứ cho mình tiền là mình cũng thấy thích rồi nha. Cứ cho mình tiền mình thấy thích rồi. Chưa mộ sắp xong một cái thuyền năm ban trước ship nữa rồi nha. Thì mình sẽ cần khoảng tầm 3 cái thuyền đấy để phòng thủ các tỉnh của mình. Mình mà chiếm xong Shikoku là mình sẽ là một trong quốc gia giàu nhất trên cái Nhật Bản này. Giàu nhất luôn rồi. Mình nói thẳng là giàu nhất luôn rồi. Nên là cũng chẳng phải lo nữa. Forgot how it feels. Yarikavri này. Kinh tế của mình hiện tại đang khá là tốt đấy, nhưng mà vẫn phụ thuộc quá nhiều vào mấy bọn ngoại lai kia nhở. Nói chung là toàn bộ cái thuyền này ấy, sẽ tập trung vào tấn công vào cái bọn Wako Pirates này. Wako Pirates là bọn nó cướp biển nhá. Nên các bạn nào không biết thì mình cứ nói trước vậy thôi. Satsuma sẽ được cái gì nữa không? Thôi cứ nâng cấp tặng Master Armor đi. Tuy rằng là cái Satsuma nó sẽ là cái tỉnh mà mình không chịu một quân đội đấy đâu. Bởi vì nó quá xa, nó góc bản đồ. Mà để vận chuyển quân đội từ đấy sang lên các khu vực khác thì nó cũng hơi lâu thật. Thủy binh của mình cho dù đi nhanh nào nữa cũng không kịp mà đâu. Nhá, không kịp đâu. Mình sẽ cần phải mua bằng được Iwami. Quân đội bọn này thì đang ở khu vực đấy. Cần phải check lại xem cái bọn Chosokabe lực lượng thủy binh khá lớn đấy. Peace Treaty không được, mình không đồng ý. Bởi vì lực lượng của mình sắp đến nơi rồi. Mà quân đội của nó như là cũng gần như là không tồn tại chút nào cả. Mình nhìn vừa nãy là không hề có quân đội nào cả. Mình nghĩ là vậy. Chosokabe cho bọn nó là kiểu đang kệ mỡ của nó luôn.
Mình đang hơi lo về lượng thủy binh của bọn Chosokabe, bởi vì nó cũng khá là đông ấy. Ok, kinh tế hơi có vấn đề này. Heaven and Earth, cố gắng lên, tập trung lực lượng ra đây nào. Tấn công vào đi. Đè bẹp, chiếm hết sạch bọn tao cái. Đồ ok nhá. Sau đó nhá, bọn mày sẽ về sửa qua đi. Vãi không kịp này. Mày sẽ về đây sửa qua đi này. Bọn này là cho dù là có đông lực lượng ấy, mình tin rằng là cận chiến bọn nó không giỏi lắm đâu. Nên là các bạn đừng có tưởng bờ là nó quá giỏi là gì đó cả. Inside Revolt đi nào. 70% vẫn fail rồi. Mori tao cái vẫn fail rồi. Ai trời ơi, Mori có chiến tranh bọn Auchium. Có. Đổ bộ xuống đây nào. Rồi ok, toàn bộ lực lượng của mình lại lên trên đảo này rồi. Thì có khi là mình sẽ nã thử nhở. Ừ, nã thử đi cái. Máy xuống đây của tao cái. Máy quay về đây sửa thuyền của tao này. Sửa đi, có 50 đồng không mà. Thì các khu vực quanh đây thì mình sẽ cần phải nghiên cứu xem xây dựng cái gì tiếp bây giờ. Mày thì sẽ cho agent của mình lên trên đảo đi à. Không, có khi là character conversion đi à. Thì mình không chơi với bọn Chosokabe đúng không? Mình sẽ cần xử lý cho xong bọn nó đi. Bọn nó có điệu đúng mình bọn Miyoshi thì sẽ hơi khó khăn để xử lý một chút. Agents mày hãy leo lên đảo đi à. Bọn này có level 1 đấy à? Vậy là mình chỉ có hai missionary trên đảo này thôi. Thì nó cũng hơi khó khăn. Nhưng mà cái việc là mình sẽ xây cả đống mà nhà thờ trên đấy có khi là sẽ không sao đâu. Enter. Cái bọn tôi sao bọn nó. À không, thì hiện tại là mình sẽ không đổ bộ lên vội đâu nhá, bởi vì là thân sau sẽ là mùa đông. Thì nó cũng sẽ hơi khó khăn để mình có thể gọi là tấn công làm gì được cả. Tuy mình đi, Chosokabe sẽ chết, nhưng mà chưa phải là ngày hôm nay. Chưa phải là ngày hôm nay. Và ai cả chó chưa kìa. Chó chưa kìa. Cái bọn chết tiệt Miyoshi cái tấn công vào mình. Tấn công có nghĩa là bây giờ quân đội của mình đã quay lại đảo Kyushu rồi. Mình thề luôn. Mình thề luôn một điều chắc chắn là vậy. Bởi vì là mình không hề có military access với bọn Miyoshi. Và vấn đề bây giờ cực kỳ nghiêm trọng rồi. Bọn này chó vãi cả đái ra. Được ấy. Được. Cái này sẽ tăng lên cho mình tí. My character conversion. Đạp chết cái mẹ của bọn này đi. Mẹ chó vãi cái đái. Mình đang cầu tí nhá, thông cảm tí. Ê trời ơi. Quân đội mình đâu hết rồi. Đúng rồi. Thôi nhập quân đội đây nhá. Thì đầu tiên là mình không hề có kỵ binh đây này. Không có kỵ binh thì cũng hơi có chán quá đấy. Thay bớt một số súng ra này. Sau đó cung của mình nó hơi ít quá này. Thì mình sẽ thay thêm một súng vào đây nữa này. Ba súng. Đó ok. Về đội hình của mình hiện tại nó sẽ là khá là đủ ngon rồi đấy. Mày chu đều tạp ấy. Mày sẽ đọc quân khác. Không phải lo nữa rồi. Mày sẽ vào đây này. Đâm vào đây của tạp ấy. Vậy là đây có khoảng tầm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rồi ok. Chắc là cũng đủ, mình chưa đếm kỹ lắm nhưng mà chắc là cũng đủ rồi. Mày sẽ chui đây này. Đổi với tao một thuyền ở đây này. Qua cô lên trên kia này. Qua khấu lên đấy nhá. Mày sẽ vào đây nhá. Bọn mày sẽ chui ở đây sửa hết độ tàu cái. Ở đây thì sẽ cần phải chiêu mộ thêm vài cái thuyền này nữa. Chưa thể dừng lại được. Rồi ok, đã xong. Oh my god. Vãi, cứ tưởng cái gì thằng này thì disloyal tendency, bạn nào mua ấy thì nó sẽ hơi có vấn đề về cái loyalty. Nhưng mà có lẽ nó sẽ không ảnh hưởng gì lắm đâu. Thân xong mình sẽ đổ bộ quân đội của Demjo mình xuống đây và tiêu diệt toàn bộ lực lượng của bọn này trên đảo này. Bọn nó sẽ có lợi thế về cung, nhưng mà mình sẽ có lợi thế về số lượng và chất lượng. Bởi vì các bạn có thể nhìn thấy chất lượng của mình nó khá là tốt rồi ấy. Thêm một Metsuke tao cái. Tỉnh ấy chuyên về cái Metsuke mà.
Thôi cứ cho đầu tư cái bribery đi, rồi sau sẽ tính sau. Phil à? Thôi rồi, Anton, tăng thuế đã. Cứ tăng đẳng thuế nhá, để mình sẽ có cần mình kiếm tiền đã. Kinh, cái bọn Mori đánh bại được cái bọn Ouchi đấy. Vậy thì mình đã yên ổn rồi. Bây giờ mình sẽ chỉ cần tập trung tấn công vào bọn Iwami đằng kia. Chiếm cái tỉnh đấy, bọn nó sẽ không làm gì mình được. Đó tiền. Và mình sẽ cần phải cưới con gái bọn này. Không được, để arrange marriage cái đi. 16 tuổi. Được đấy, trẻ, ngon. Nói chung là bây giờ là mình sẽ muốn cho những cái con cháu của mình là cần phải lấy vợ trẻ, xinh, chứ không phải lấy vợ già gì cả đâu nhá. Mà con gái Takeda là ngon cực, không lo nữa rồi. Chúng ta sẽ cần phải làm gì tiếp theo bây giờ? Chẳng gì cả. Tấn công bọn chết tiệt Miyoshi với cả là Chosukabe thôi. Miyoshi mình nghĩ lực lượng mà nó vẫn khá đông ấy. Mình mà nếu mà không cẩn thận thì mình sẽ chết luôn cái đám mà. Vẫn là quân đội nổi loạn của bọn Aochi. Sasuma sắp nổi loạn, Osumi nói chung là mọi thứ clan destroyed. Aochi đã chết. Rồi ok, thoải mái. Mình cũng không có việc gì phải thương hại bọn nó gì cả. Thắng rồi, Kisly cấp 2. Tỉnh này sẽ có cái mỏ vàng này, sau đó là mình sẽ cần phải cho xây cái chapel đây này, sửa chữa này, cho xây tôi cảng đây này. Nhìn cho tôi xem bên này là cái gì nhá. Rồi sau đó mình sẽ tấn công vào đấy sau. Declare war đi ạ. Mấy đi lùi ở đây xem nào. Kiểm tra tôi xem ở đây là có cái gì không. Không có cái thối gì đâu. Mày tấn công vào sang Sanuki nhá. Cho nổi loạn đi. Oh my god. Ấy đừng. Đồ cái em mày sẽ đổ bộ ở đây này. Mày sẽ chui vào đây oversee sẽ là mình đi nhá. Ổn định khu vực này của tao cái. Mau lên. Xây dựng rồi nhá. Mày thì sẽ đi lùi bên đây. Mau lên. Chính là mình nghĩ trên xa này nó cũng không cần thiết phải có, không phải có cái bọn Namba chết nữa còn nhỉ. Nhưng mà chắc vẫn phải cần đấy, bởi vì là mình sợ là bọn chết tiệt các clan khác sẽ tấn công vào đấy để kiểu tấn công vào mấy điểm yếu của mình ý. Thì sẽ cần phải cẩn thận một chút. Xem nào, bây giờ mình có chết được Van nữa không? Mình sẽ tấn công vào tỉnh Tosa này, bọn nó có một cái military post đây, khá là tiện lợi cho mình. Được đấy. Thì mình đã quen gần hết cả quốc gia này rồi. Nói chung là một số tỉnh là mình vẫn chưa biết thôi. Bọn Date ở trên này nhá, chắc chắn là Date rồi nhá. Iwate ở Ugo nhá. Cứ biết vậy cái đi. Mày sẽ lên Buzen tao cái. Mori, bọn này có muốn là kiểu kết thân mình không? Đừng. And do not mumble. Honesty and clarity march forwards together in negotiations. Ok, cứ liên minh tạm thời đấy nhá. Rồi sau đó có gì tính sau. Bọn Mori này thì chắc là bọn nó cũng thích tiền thôi mà. Thì mình sẽ tính sau. Religious differences. Cũng không có gì phải nói lắm cả. Bây giờ là mình sẽ còn 31 turn nữa. Thì là mình sẽ nghiên cứu được sang Otomo Matchlock Samurai. Lúc đó là sẽ quá ngon rồi. Quá ngon. Thử xem nào. Vãi cả một tí mà không làm được á. Quân đội của mình hiện tại là vẫn còn đang phục hồi chưa hoàn toàn hết nhỉ. Mình không có súng mấy. Nhưng mà thôi không sao cả. Máy thì là sẽ làm gì bây giờ nhỉ? Thôi enter đã. Rồi sau đó sẽ có gì tính sau. Ở Sanuki thì mình sẽ cho nổi loạn tí nhá. Nói chung là mình đang chấp hai siêu cường ở đây đấy. Miyoshi nó có 4 tỉnh. Mình cũng không quá nhiều đâu. Chosokabe thì mình sẽ cần phải xử lý ngay trong thơm sau. Mình mà không làm nhanh thì mình sẽ chết thôi nha. Mình sẽ chết thôi nếu mình không làm nhanh. Bọn nó mà chặn vào cả Bungo của mình thì nó sẽ khá là nguy hiểm. Thằng này sẽ tấn công vào cái thằng level 1 của mình kia.
thì có lẽ là không sao lắm đâu, bởi vì nó cũng không ảnh hưởng quá mức lắm. Không sao cả, bình tĩnh và xử lý tình huống. Bọn nó vu oan là mình đấy, không lo gì cả đâu nhá, không lo gì cả. Buồn thì biết thế, mình cho kiểu cái mình bọn Mori trước rồi sau đó mình declare war bọn Chosukabe và bọn Miyoshi. Bây giờ có bắt bọn nó bọn không vào đâu nhá, mình thế luôn. Apprehension of Tem. Ok nhá. Thế nào? Đầu tiên ý, mày sẽ tấn công vào đây này. Đây là con trai của Demjo của mình nhá, nên là mọi thứ sẽ khá là bình thường ở đây cả thôi. Trading port hả? Mày sẽ character conversion của tao nha. Mày sau đó sẽ tấn công bao vây đây cái tao cái nha. Bao vây cái đã, rồi sau đó có gì tính sau. Cái tên kiểu khí gió gì ấy? Lên level mới nha. Cộng deal when converting provinces được. Đây cộng 1 thêm cả converting characters nữa đi. Mày sẽ vào đây nha, Inside Revolt. Tỉnh này thường là bọn nó sẽ nâng cấp thành level cao, nhưng mà có vẻ như là không đúng sự thật đấy. Ở đây sẽ xây dựng một cái Siege Engine Workshop nha. Đã xây xong cái thuyền đây chưa? Chưa xong. Vậy thì mình sẽ cần phải cái gì ở đây? Không được nữa hả? Có khi phải đập bớt cái thuyền này đi, bởi vì là mình đã xây hơi quá thừa mấy cái thuyền này. Thủ đây này, mày cứ thủ đây của tao cái nhá. Mình cũng không bỏ ở đâu được, bởi vì là vị trí nó cũng hơi có quá hiểm ý. Chưa mộ tao một Mexican đây có thể gọi là giữ cho cái vùng này không có bị nổi loạn lắm. Tỉnh này thì cứ để yên đấy, mình đang hơi lo là bọn nó sẽ tấn công mình thôi, nhưng mà có lẽ là không xa lắm rồi. Quân đội quá đông, mình đang không biết bọn nó sẽ có di chuyển kịp ra được Tosa không. Chắc là không kịp được. Hãy mong là không kịp được đi nhá, hãy mong là không kịp được. Ok, cùng kẻ thù, bọn này sẽ cử thủy binh ra hỗ trợ mình cho xem. Chắc vậy, hoặc không. Mình nghĩ là không. Máy thì sẽ lùi sang bên này của tao cái. Đi sang bên này của tao cái. Xem chỗ này có đường đi chuyển qua được không nhá. Tăng thế. End turn. Bây giờ chúng ta hãy cầu cho bộ tôi xa dần công cho mình trước đi. Bọn Mori quay lại xử lý bọn nổi loạn của Aochi nhá. Aochi thì là các bạn khi mà tấn công vào tỉnh thủ đô bọn nó ấy, tỉnh thứ nhất bọn nó chiếm được rồi, nhưng mà chưa xử lý Demjo bọn nó, thì cái thằng Demjo sẽ biến thành quân đội nổi loạn nhá. Mày chết chắc với tao nhanh con. À không, nó xử lý thằng Mesuke của mình. Đừng chết, tao cần mày ở đây để giữ tao khu vực này yên ổn. Oh my god. Trận sẽ đánh thử nhá, xem thử thế nào cả. Bọn nó không có kỵ binh, có cung khá là đông. Mình có ngọn đồi đây sẽ chiếm này. Nã pháo từ vị trí đấy. Pháo binh của mình vẫn hơi thối, dùng không được mấy đâu. Các bạn cứ dùng thử xem nhá, cứ dùng thử xem. Ok. Xem nào. Bình tĩnh tí. Pháo binh mày sẽ ở trên núi này. Accuracy là 27, Accuracy 25. Ôi dồi ôi, chỉ Accuracy kém hơn cả mấy bọn này á. Thao gì mà dở hơi vậy. Mấy thằng này level cao không nói gì nhá, nhưng mà pháo binh của mình Accuracy này kém quá nhở. Mà pháo đẩy nên là bọn nó tầm mình cũng không quá cao đâu.
Đạn ra này, mình có đạn lửa nhá, có. Bây giờ gần như là cái súng của mình nó gần như vô dụng luôn rồi. Nói thẳng là vậy đi. Mày sẽ đứng ở đây nhá. Cứ dựng tạm thời như vậy đi. Ở trung tâm sẽ có bạo mày. Đứng lùi lên tí đi. Sau đó là sẽ là ba khẩu súng này. Là ba cung này, là ba kiếm này. Từ từ đi, súng mình cho ra trung tâm ở giữa này. Bọn Portuguese Tacos này cho dù nan range vẫn là 100, không quá dài và cũng không quá tốt đâu. Bắn cũng chẳng được cái gì lắm đâu, nhưng mà thôi cứ dùng thôi nhá. Lực lượng còn lại đâu rồi? Mày sẽ đứng sang cánh trái đi nhá, cánh trái đồng bằng đi. Sau đó kỵ binh đứng sang cánh phải đi. Mình sẽ chống tướng nó. Cung nó sẽ áp đảo toàn bộ quân đội của mình, cung mình nhá. Nhưng mà cung của mình nó sẽ có tản đội hình ra. AI trong Shogun 2 khá là tốt khi bọn nó sẽ không kiểu bọn nó không biết tản đội hình ra mà. Nhưng mà bọn nó là cung samurai nhá, nên là quân đội của mình nó khả năng cao là sẽ chết khá nhiều. Được đấy, nhưng mà giết 5 đứa hơi hại nhỉ. Uầy, giết tướng à? Được ấy. Ngon ấy, 9 thằng. Nhưng mà nạp đạn hơi chậm. Quá chậm. Cái là bắn vào lỡ quân đội mình đấy. Kỵ binh đâu, chúng mình lùi lên đi. Mày sẽ chuẩn bị đánh nhau bọn này nhá. Mày sẽ bắn vào bọn này nhá. Tường nó sẽ đứng yên nhá, nên là mình sẽ khá là thoải mái nhá. Toàn bộ cung của mình đâu nhá, bọn mày sẽ lùi lên đây nhá. Xuống áo nó rồi, bọn mày sẽ đánh ra cánh nhá. Kỵ binh của mình sẽ chặn giúp ở đấy nhá. Chuẩn bị tên lửa đi cái nào. Súng đâu, chạy đi, chạy đi, chạy đi nào, mất thời gian đấy. Bắn ngu đấy con. Ok nhá, bắt đầu bắn rồi nhá, đạn lửa nhá, đạn lửa nhá. Đạn lửa nhá. Lửa nhá, bọn này có vẻ như là chưa có lửa nhá. Được, ngon, 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 ngon. Súng đâu bọn mày, đứng lên cánh, mau lên nào. Lực lượng thương của mình đâu, mình sẽ chuẩn bị là xuống. Hỗ trợ bọn này đi nhỉ. Mày sao bắn ngu vậy con. Chuẩn bị ra chạm bọn này. Ui, xếp hồi ngon đấy. Cung của mình đã bị áp đảo rồi nhá. Bởi vì bọn nó chưa xuất KB mà. Kỵ binh đâu, cứ đứng đây cái nào. Tấn công bọn nó. Chết là tướng đi. Bọn nó đứng vị trí mày xuống đây hỗ trợ đi, mau lên. Không, kỵ binh mình chết rồi. Mày sẽ lùi ra khỏi đấy nhá. Mày sẽ lùi ra khỏi đấy nhá. Không chết mẹ hai thằng kỵ binh bây giờ. Chết nhiều đây, trận này chết nhiều đây. Nhưng không sao, trận này mình thắng chắc là cái chắc rồi nhá. Bởi vì là mình sẽ áp đảo về lực lượng một chút. Về cái chất lượng của mình, chất lượng của mình nó sẽ hơn hẳn luôn rồi. Kỵ binh đâu, mày rút ra đấy được không? Mày nhá, sẽ chạy đằng sau nhá. Đây là tấn công vào thằng này nhá. Tướng đâu, mày sẽ lùi đến đây cái nào. Mày sẽ lùi đây nhá. Mày sẽ đứng ở đây nhá. Mày sẽ chui được bọn này nhá. Thôi mà mày cứ tấn công đây đã. Mày sẽ chui được bọn này này. Mày sẽ quay lưng sau lưng này bắn nhá. Bắn sau lưng là hơi bị hiệu quả đấy. Bắn này. Cánh trái của mình hơi yếu này, bởi vì là bọn nó hơi có quá đông. Nhưng mà mình nghĩ là cái thằng samurai của mình sẽ chống được này. Bọn nó toàn là Yarishigaru, mình nghĩ là sẽ không sao cả. Trung tâm của mình hơi quá mạnh, nên là mình nghĩ là mình sẽ đè bẹp bọn nó trung tâm, rồi sau tấn công ra cánh được cũng được ấy. Bây giờ là mình sẽ đợi xem cánh của mình có giữ được không. Rồi ok, cánh của mình trung tâm mình thắng được rồi. Thì có nghĩa là bọn nó, cánh bọn nó sẽ thua chắc rồi. Rồi nhá, súng đại bác nha, ngừng bắn nha. Mày nhá, sẽ lùi đây nhá, mau lên nào. Trận này giết không nhiều lắm, mình phải ra lệnh như vậy, nhưng mà cũng được rồi.
Mà nha, spawn vây ở đây nhá. Súng của mình chắc chạy không kịp đâu, nhưng mà sẽ cứ đẩy ra đấy xem thử nào nhé. Ok, chạy vào đây bao vây cái điểm. Đại bác đi bao nhiêu? 16. Hơi phí nhỉ. Mình phí tiền là chủ yếu. Em bắt đầu thắng rồi nhá. Đơn giản thôi, mọi chuyện khá đơn giản thôi. Ok, chiến thắng, bọn nó chết sạch cái đám rồi, không sao nữa rồi. Tỉnh Tô Sa, bọn Chosukabe sẽ thuộc về mình và mình sẽ chuẩn bị đánh úp vào bọn Awa nữa. Quân đội của mình sẽ chưa tập trung tấn công vào Sanuki vội bởi vì Sanuki không hề có lực lượng nào của bọn Miyoshi. Hoặc là bây giờ mình sẽ đứng đợi ở Tô Sa, đợi cái bọn Miyoshi kia tấn công vào mình ở Tô Sa đấy. Tô Sa là cái tỉnh hiện tại thủ đô của bọn Chosukabe nhá. Apprehension attempt, không sao cả, Chosukabe sẽ chết đây nhá. Dedicated to trade. Prosperity được. Vãi sao kinh tế thì mà thối này. Làm sao này. Xử lý. Peacefully Kupai. Kinh tế đã bình thường trở lại rồi. Bọn Miyoshi kia có vẻ là sẽ không có lực lượng thủy binh nào đáng kể lắm. Nên là mình nghĩ là sẽ không có việc gì phải lo lắm cả. Iyo mày sẽ chui đây nhá. Mày sẽ nâng cấp thành của tao cái. Mày sẽ gọi là tình hình của tao nhá. Mày thì sẽ cảm ơn tôi xạ ra đi. Tỉnh này thì đập hộ tôi cái Market là nhờ. Thôi cứ bình tĩnh, có khi là chưa cần phải đập Market đâu. Chuyên mộ một Missionary đi. Rồi ok, mày thì sẽ lùi, cứ đi lùi xem bên này cái đi. Xây dựng nhà thờ lên level cao để cho lan tỏa các khu vực xung quanh nhá. Các khu vực xung quanh này sẽ khá là tiện lợi đấy. Xây dựng mỏ vàng này, xây dựng cái cảng đây này, xây dựng thành mới này. Thành này sẽ cần phải đầu tư khá nặng tiền vào đấy. Mày sẽ lùi sang bên này, tao cái tỉnh này một này cái đã. Awa bọn chưa xuất quân này. Hơi kỳ sao vẫn chưa xuất quân này. Chặn vị trí này của tao cái nhá. Lại cái bọn này rồi. Thôi nhá, thì là mình sẽ cử khoảng tầm 3 thuyền này nhá. Ra tấn công bọn này. Đeo bọn tao vậy. Giết sạch. Chạy đếch mình xa đấy. Vài tấn công tao cái. Mau lên. Rồi sau đó mình sẽ vào lại. Nói chung là mất vài thơ thôi. Không có gì làm đâu. Một thơ nữa này, sau 7 thơ nữa, sau 29 thơ nữa. Ok, cứ thoải mái bình tĩnh mà làm thôi nhá. Nghiên cứu thoải mái bình tĩnh. Việc gì không việc gì phải vội cả. Cộng 5%. Thì có nghĩa rằng là mình sẽ nghiên cứu bọn này nhanh hơn một chút. 74%, được đấy. Được 74%. Thì nó sẽ giảm thời gian khá nhiều. Nên là mình nghĩ nó sẽ khá là hiệu quả ở đấy. Có lẽ là mình sẽ phải miễn thuế các khu vực tỉnh của Tosa với cả là Iyo đấy. Bởi vì là mình sẽ không có lực lượng nào để giữ các tỉnh đấy yên ổn tí. Nên là sẽ hơi khó. Mày làm cái gì hả con? Hả? Tao tưởng bọn tao là đồng minh với mày chứ. Đừng gây hấn. Tao bảo rồi đừng gây hấn. Bọn mày chết với tao đấy. Tao thề luôn. Thì mình đang kiểu đang có cứ địa Iwami rồi nhá. Mình đã bắt đầu lan Christianity ra khắp nơi nhá. Các tỉnh xung quanh này sẽ bị chết với cái thiên chủ giáo của mình. Mình thề luôn. Oh my god. Đờ mờ. Thôi mình sẽ ra xử lý bọn nó thôi. Trời, cái cảng của tôi. Vị trí đấy luôn là vị trí yếu nhất của mình ở đây. Nên là cũng sẽ hơi khó nhỉ. Hôm qua rồi các cái cảng của mình ở đây nó đang loãng lên rồi này. Để từ bình tĩnh tí nhá. Ở đây thì mình sẽ cần phải dẹp chết cái bọn này như này. Đập đi. Sửa chữa này.
Sau đó là mình sẽ cần phải có một cái thuyền thương mại nữa, bởi vì là mình đã bị bọn nó đập rồi. Chiêu mộ tôi đây nhá, mai thì sẽ tấn công đây cái đi. Xử lý xong, mày thì sẽ thực hiện nhiệm vụ của mày, leo lên đây. Mày sẽ vào đấy này, mày sẽ cử 3 thuyền đây đứng này, phòng thủ vị trí đấy nhá. Còn lại chỗ thuyền này sẽ cần được sửa chữa này. Io không được để yên này, chỗ này hơi khó đấy. Inside Revolt tính đấy này. Quân đội có lẽ chuẩn bị xuất quân đây nhở? Bởi vì là cái tỉnh Tosa này thì bây giờ mình bỏ qua thì nó sẽ loạn hết lên. Chiêu mộ cung ở đây tốt thật, nhưng mà mình không cần cung đâu, hồn cung đâu. Đập anh đi, xây dựng nhà thờ. Chặn đánh cảng này vào tôi nhá. Xem có chết được bọn nào nữa không? Mình vẫn chưa cảng nào mới à? Friendly á? Mày đừng có tưởng bở là mày làm gì ngon được nhá con. Mày sao mày lại tao như này? Cứ đứng bên này nhá, mày sao mày lại nhá? Làm loạn tất cả tình bọn nó lên cái. Khu vực này bọn mày chết với tao, tao thề luôn. 28.5%. Hơi chậm nhỉ. Đang lên level với tỉnh này nữa, nhưng mà cứ bình tĩnh đi. Sanuki 20% mà thiên chúa giáo này. Sắp xong cái nhà thờ, sẽ cần phải xây nhà thờ nữa này. Bọn này quá mạnh để mình để yên được. Chuẩn bị lên level thành của Higo nhá, mình sẽ có nhân việc ở đấy. Mình khi mình cắt bớt bọn nó luôn ở tỉnh Awaji nữa nhỉ. Ở Awaji bọn nó sẽ không có lực lượng mà sang được, bởi vì là mình sẽ chặn đường đi chuẩn qua biển của nó. Cái vị trí này có khi là mình sẽ chiếm luôn cả tỉnh Suo đi, cho nó tỉnh đến nổi loạn rồi mình sẽ mua tỉnh đấy nữa. Được đấy, được. Kế hoạch của mình đang thực hiện khá tốt. Bọn Mori này bọn nó không hề muốn là vui vẻ với mình chút nào cả, mình thề luôn. Nên là bây giờ là mình sẽ cần phải xem thử xem nào. Bọn Mori thủy binh quá mạnh, mình sẽ cần phải chặn bọn nó vào. Ashikaga Shogunate. Và mình sẽ cần phải thêm một số thuyền Naba Ship nữa đi. Naba Ship thì bọn nó sẽ có pháo binh và chặn được cái thuyền của bọn nó. Và lôi mình sẽ làm bá chủ cái thuyền này, làm bá chủ cái đại dương này. Hoyo Takeda bị phá hủy nhá. Làm loạn tình hình của ta cái. Mày thôi làm loạn tình hình của ta cái đi. Xong rồi nhá. Cái bọn điên này thích làm loạn gì? Tao muốn là hòa bình nhưng bọn mày không thích thì thôi. Có gì đâu. Sao mày hiểu tao nhá, xây dựng nhà... Ê! Nhà thờ này. Inside Revolt bên này đây này. Mày sẽ chặn vị trí bên này nhá. Ba thuyền bọn mày sẽ sang bên này mà giúp nó đi. Higo nâng cấp lên cái đi, mình sẽ có việc đấy cái. Ở đây thì bọn mày sửa xong rồi đúng không? Qua lại đây đi, mau lên. Leo lại đây ở tàu đấy. Bảo vệ vị trí cảng này. Rồi ok, chỗ này chắc là đủ này. Và ở đây thì ta sẽ cần mày là chiêu mộ tao thêm 5 ba chút ship ấy nhá. Mình sẽ cứ bố trí bọn nó sắp khắp nơi là mình sẽ nghĩ là sẽ ổn định các khu vực đấy. Có lẽ cũng không sao lắm. Ở Iyo thì mình vẫn chưa an toàn lắm nhỉ. Thôi vậy, Enter đã. Có vẻ như bọn Hojo gặp Imagawa đang có chiến tranh. Takeda đang quá mạnh. Date thì vẫn chưa có việc gì lắm. Mình sẽ cho nổi loạn trên Nagato nhé, để cho bắt đầu lan truyền thiên chúa giá khắp nơi cái. Miyoshi, bọn nó đang di chuyển ra đâu đó. Thôi cứ sang Awaji xử lý bọn nó trước lại nhá. Rồi có gì tính sau. Awaji bọn sẽ mất thì là mình sẽ chỉ cần xử lý nốt cái tỉnh Awa nó thôi là xong nữa rồi.
Bởi vì khi mình kiểu chưa xử lý AWG mà tấn công vào AWG ấy, bọn nó chạy về AWG và sau chưa mọi quân đội và là mình loãng lên nữa thì mình cũng thấy khá là khó chịu. Nên là cứ theo kế hoạch bình thường của mình thì nó cũng khá tốt rồi nhá. Oh wow. Bọn Auchi này vẫn có vẻ là không chiến tranh mình đấy. Bọn này có thể chết với mình được. Nhưng mà không, nhào mẹ được, ta chết bọn mày làm gì. Máy không mua được đúng không? Thôi nhá, mày sẽ sang Akin làm loạn đi. Christianity tăng lên đây này. Ở đây thì mình sẽ cho xây dựng thêm cái sake đen đi. Nói chung là mình cứ đầu tư kinh tế khắp nơi đi. Mày sẽ lùi sang bên này nhá. Mày thì sẽ lùi sang bên này nhá. Nói chung là đủ kiểu đủ thứ. AWG làm loạn đi nào. Tỉnh này bọn mày sẽ chết chắc rồi nhá. Mất chắc rồi. Bây giờ bọn nó sẽ không làm gì nữa rồi nhá. Level 5 rồi. Được lắm. Được. Converting characters. Demoralizing army, inspiring armies, inspiring towns, converting characters. Đây cái level thượng thừa ở đây. Hey, Tono-sama. Nói chung mình sẽ đi làm loạn nơi đây. Ở đây mình chưa mộ đến missionary đâu. Không được à? Khó nhở, khó nhở. Rồi ok, vậy thôi nhá.